Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái dàn phơi rất thông minh, nhỏ gọn. Đấy, nó có hai cái khung, hai cái thanh phơi ở trên và cái hệ thống điều khiển ở dưới này các bạn nhé. Đấy. Bây giờ mình sẽ quay cái này, đấy, lên, quay này các bạn nhé. Đấy, quay này nó xuống các bạn này. Lên nhé các bạn nhé. Đấy, mình có thể chọn một trong hai cái bên ngoài, về cái nào cũng được. Đấy, cái này sử dụng cho những cái sân phơi mà nó có diện tích không gian nó tương đối nhỏ để tiết kiệm cái khoảng không ấy các bạn ạ. Không như này. Cái này mỗi cái dàn phơi này nó cũng phải được treo được mấy bộ, mấy chục bộ quần áo ạ. Thoải mái luôn. Rất đơn giản, cái với mức giá cái này tiền rất là rẻ các bạn, chi phí khoảng tầm triệu, hơn triệu gì thôi. Thì ở đây nó có hai cái thanh phơi này nhá, hai cái thanh phơi này thì mình có thể chọn một trong hai cái kéo lên kéo xuống. Đấy, thanh trong này và thanh ngoài này. Thanh ngoài này thì ta dùng cái ta lại chỉnh cái nick, chỉnh cái nốt này ra các bạn nhé. Đấy, kéo ra. Đấy. Đấy, là quay là sẽ xuống được các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó, xuống. Đây, các bạn thấy cận cảnh luôn nè. Đó. Cái này chắc là làm bằng inox đấy các bạn ạ. Đấy, nó có hai những cái một số cái này đứng lên trần như kia, bắn trực tiếp trần. Đấy. Rất là chắc chắn luôn các bạn ạ. Đấy, quý vị các bạn ai có nhu cầu thì để lại comment nhé. Mình sẽ giới thiệu để mà người ta làm cho các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ kéo lên này. Đấy. Ok. Mình để nút cũ. Xin chào tất cả quý vị các bạn nhé. Rồi mình đã giới thiệu cái dàn phơi thông minh. Đấy. Và rất nhiều những cái video thú vị về xây dựng cũng như bất động sản. Quý vị các bạn nếu quan tâm, nhớ đăng ký kênh Dinh Viên Tiên nhé, để chờ đón những video tiếp theo của Dinh Viên Tiên nhé. Và bây giờ xin chào tạm biệt tất cả quý vị các bạn.